Liên quan đến vụ việc 191 học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng bỏ trốn vào ngày 24 tháng 2, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng cho biết đến chiều tối ngày 25 tháng 2 đã có trên 100 người trở lại cơ sở. Trong số này, ngoài lực lượng chức năng tìm thấy, có người tự nguyện trở về cơ sở sau khi nhận thức được hành vi, một số người được gia đình động viên. Như Lao động đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 24 tháng 2, tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, công an mời những đối tượng đánh người lên làm việc nhưng họ không chấp hành. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hàng chục người có dấu hiệu bất thường tràn ra cổng cơ sở cai nghiện. Lực lượng bảo vệ bị nhóm này khống chế để tràn ra ngoài. Ngay sau đó, cảnh sát cơ động xuất hiện, nhưng nhóm người cai nghiện đã chống lại và trốn chạy với tổng số 191 người. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục vận động, truy tìm những học viên chưa trở lại cơ sở.